Hòa Minzy xây biệt thự hoành tráng cho bố mẹ ở Bắc Ninh, em trai tha hồ sống ảo. Đầu năm mới Nhâm Dần 2022, ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh ngôi nhà được cô xây cho bố mẹ ở quê Bắc Ninh. Có thể thấy căn biệt thự trông bề thế khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Được biết, đây là thành quả nhiều năm lao động làm việc chăm chỉ của Hòa Minzy muốn dành tặng cho bố mẹ để an hưởng tuổi già. Hùng Nguyễn, em trai của Hòa Minzy cũng vô tình để lộ thêm một vài hình ảnh về căn biệt thự của gia đình ở quê. Nhìn bên ngoài thôi cũng thấy hoành tráng đến nhường nào. Toàn bộ ngôi nhà được xây dựng theo phong cách châu Âu. Phía trước ngôi nhà, bố mẹ của nữ ca sĩ cũng trang trí thêm rất nhiều cây xanh và hòn non bộ. Năm nào cũng vậy, Tết đến xuân về, cả gia đình mình lại lưu lại những khoảnh khắc bên nhau bằng bộ ảnh xuân đầu năm, cầu mong gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Năm nay có nhiều cảnh đẹp để chụp nhờ công trình của ông ngoại. Cảm ơn nhà tài trợ Hòa Minzy tài trợ từ A đến Z. Tài trợ cả ngôi nhà to đùng mới xây cho bố mẹ ở quê. Gia đình mình tự hào về em. Chị của Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh đại gia đình chụp ảnh trước căn biệt thự mới xây. Đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ Hòa Minzy mua nhà tặng cho bố mẹ. Năm ngoái trong dịp Tết Canh Tí, Hòa Minzy cũng mua tặng bố mẹ một căn biệt thự 5 tầng khiến ai nấy đều vô cùng ganh tị. Đầu xuân năm mới, con gái tặng bố mẹ ngôi nhà mới bằng số tiền con dành dụm đi làm ăn thời gian qua. Con thì thế nào cũng được, riêng bố mẹ lúc nào cũng phải sung sướng, vui vẻ, cười phớ lớn hưởng thụ, con mới an lòng. Trước đó, trên trang cá nhân, Hòa Minzy từng bày tỏ quan điểm là con gái nên cố gắng kiếm tiền, độc lập tài chính để có thể phụ dưỡng ba mẹ, có thể mua nhà, mua xe cho những người thân yêu bằng tiền của mình. Mình hơi dại khi mà chẳng khoe mấy cái to to, thành ra giờ mới thấy. Nghĩ cũng hay thật, tại sao người Việt mình vẫn bị trọng nam khinh nữ nhỉ? Cứ yêu người giàu thì mặc định con gái ăn bám, cứ yêu người giàu là mặc định con đó sung sướng chẳng cần làm gì hưởng thụ cả đời. Ô hay, con gái giờ giỏi lắm ai ơi, tiền kiếm như nước, độc lập tài chính, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi cả gia đình. Chứ có phải cứ là đàn ông mới có quyền được giàu có, được mua nhà, mua xe bằng tiền của mình, còn con gái thì không đâu. Ô hay, hay thật, hay quá cơ, nữ ca sĩ viết. Hòa Minzy sinh ra trong một gia đình gồm 5 chị em, với 4 người con gái và 1 con trai. Trong đó Hòa Minzy, người chị Hằng Nguyễn và em trai út Hùng Nguyễn lại là những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Nguyễn Thị Hằng hay còn gọi là MC Thanh Hằng, không còn là cái tên quá xa lạ với khán giả Việt. Cô sinh năm 1992, hơn Hòa Minzy 3 tuổi, từng được nhiều người biết đến với hình ảnh của chị Kính Hồng của chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon. Trong khi đó, cậu út Hùng Nguyễn cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng trong 2 năm trở lại đây. Anh chàng hiện tại đang là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Với gương mặt điển trai nên chàng út nhà Hòa Minzy rất được mọi người yêu thích. Từ ngày lấy chồng và sinh con, sự nghiệp của ca sĩ Hòa Minzy ngày càng thăng tiến. Bên cạnh đó, cuộc sống của nữ ca sĩ cũng trở nên giàu có hơn. Được biết, hai vợ chồng hiện tại đang sống trong một căn biệt thự và sở hữu rất nhiều căn hộ cao cấp khác. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng thường xuyên diện đồ hiệu hơn. Từ ngày hạ sinh quý tử, Hòa Minzy lại càng được dân tình yêu mến hơn. Thời gian này, hai mẹ con phải sống xa bố Hải vì đang làm việc tại Úc. Mỹ Nhân sinh năm 1995 hiện có được cuộc sống khá viên mãn khi tài chính tốt và tổ ấm thì hạnh phúc vô cùng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!